Thì đề tài thảo luận của chúng con là cách mạng công nghiệp 4.0 qua lăng kính Tam Bồ Lầu Học. Phần thứ nhất là phần dẫn nhập. Thì chúng ta biết thì Việt Nam là một trong những quốc gia đang phát triển về tiềm năng dân số trẻ, có trí thức và nguồn tài nguyên đa dạng phong phú. Thời buổi hội nhập kinh tế là cơ hội để Việt Nam định hướng và hòa nhập vào thời đại công nghệ mới, công nghệ 4.0. Đây là cuộc cách mạng công nghệ thay đổi toàn bộ cấu trúc kinh tế xã hội của nhân loại. Với sự phát triển vượt bậc của các trang thiết bị hiện đại nhằm đơn giản hóa, tiện nghi hóa đời sống con người trong mọi lĩnh vực, việc ứng dụng những thành tựu công nghệ thời đại mới sẽ giúp kết nối con người với nhau, đưa nước ta tiếp cận với sự tiến bộ của thế giới. Các cái dữ liệu lớn, hệ thống không gian mạng thực ảo, thì qua đó nâng tầm phát triển đời sống của nhân loại đạt đến đỉnh cao. Tuy nhiên, song song với đó là những mặt tiêu cực và sự tiến bộ không đồng đều giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ gây nên bất bình đẳng về nhiều mặt chính trị, tôn giáo, kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong bối cảnh xã hội đang dần mất cân bằng và phân hóa rõ rệt giữa vật chất với tinh thần, thì tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng là một cái thành tố quan trọng không thể thiếu trong việc định hướng và phát triển nền tảng đạo đức con người phù hợp với hoàn cảnh xã hội, theo khẩu hiệu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Trong thế giới quan Phật giáo, con người là trung tâm của vạn vật, do đó việc tu dưỡng đạo đức theo con đường Tam Vô Lậu Học để đạt được trí tuệ tuyệt đỉnh của con người, hoàn toàn giác ngộ và giải thoát là một tiêu tối hậu. Nhà vật lý học vĩ đại người Đức Albert Einstein cũng đã từng nhận định tôn giáo của tương lai sẽ là tôn giáo toàn cầu vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gồm mọi lĩnh vực trên trong cái nhất thể đầy đủ ý nghĩa. Phật giáo sẽ đáp ứng được các điều kiện đó. Tính giác ngộ giải thoát của nhà Phật luôn bất biến theo thời gian, nhưng về hình thức lại nhu nhuyễn, uyển chuyển, thích nghi, phù hợp với từng đối tượng và hoàn cảnh. Do đó, người tu sĩ trong thời đại mới cần phải khéo vật tận dụng những mặt thuận lợi của thành tựu khoa học hiện đại cho sự nghiệp hoằng truyền chánh pháp, lợi lạc quần sinh. Bên cạnh đó, càng phải chú trọng tinh chuyên tu tập con đường Tam Vô Lậu Học để nâng cao trí tuệ, phát triển cốt lõi tinh hoa giáo lý của Đức Phật, đồng thời phòng hộ mình trước những cám dỗ tiêu cực của xã hội đương thời. Thì đó là lý do mà chúng con chọn đề tài cách mạng công nghiệp 4.0 và lăng kính Tam Vô Lậu Học. Thì phần nội dung chúng con lược giảng bớt cái phần số 1, tức là thực trạng cách mạng công nghiệp 4.0 ở nước ta. Thì chúng con đi vào cái chủ đề, cái vấn đề thứ hai, tức là cách tiếp cận của Phật giáo trong thời đại mới. Nhìn những vấn đề nan giải đặt ra trong thời đại mới qua lăng kính tinh hoa giáo lý Phật Pháp, có thể thấy Phật giáo đang có nhiều lợi thế trong việc tham gia sứ mệnh lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ xây dựng xã hội phát triển bền vững. Không đơn thuần là một tôn giáo mà Phật giáo còn là một hệ tư tưởng triết học, đạo đức và tư duy siêu việt lấy con người và xã hội làm trọng tâm, cũng như tương tự mục đích của cách mạng 4.0, Phật giáo cũng hướng tới mục tiêu xây dựng cho con người một đời sống tốt đẹp, an lạc và hạnh phúc. Đặc biệt hiện nay với sự phát triển của các trang mạng xã hội như là Facebook, YouTube, Zalo, mỗi cá nhân đều có cơ hội làm truyền thông một cách thuận lợi và nhanh chóng, mang đến nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống. Bên cạnh đó, mặt trái và sự tác hại của mạng xã hội cũng rất khó lường nếu không biết kiểm soát. Thế giới ảo của truyền thông đã đi vào cuộc sống thường ngày và ảnh hưởng toàn diện đến toàn nhân loại. Mạng xã hội đã chính thức trở thành quyền lực số 5, Phật giáo không thể đứng ngoài. Điểm tương đồng giữa Phật giáo và khoa học cho thấy sự vượt trội trong tư tưởng cũng như trí tuệ tuyệt đỉnh của Đức Phật, đó là giáo lý duyên khởi, là sự nương tựa lẫn nhau để tồn tại và phát triển. Đạo lý vạn vật nương tựa kết nối ảnh hưởng tới nhau này cũng là nguyên lý cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Lấy vạn vật kết nối làm trung tâm, việc lấy con người làm trung tâm vạn vật muốn được trọn vẹn phải luôn kèm theo các quy chuẩn về đạo đức cá nhân và xã hội. Giáo lý nhà Phật đáp ứng được điều kiện đó. Đất nước muốn phát triển, xã hội muốn văn minh
thì trước hết tự thân mỗi người phải tu dưỡng đạo đức hoàn thiện nhân cách của chính mình. Thì sự quán chiếu qua lăng kính tam vô lậu học, đạo Phật lấy tam vô lậu học giới định tuệ làm nền tảng tu tập giác ngộ giải thoát. Khoa học cũng lấy trí tuệ con người phục vụ cho đời sống nhân sinh. Tuy nhiên điểm khác biệt lớn nhất lại chính là sự phát triển tâm thức và đẩy trí tuệ lên tột đỉnh của mọi hành giả thực tập tam vô lậu học, nhằm tự tạo cho mình một đời sống an lạc hạnh phúc mà không phụ thuộc vào khoa học công nghệ thời đại mới. Cuộc cách mạng 4.0 thay đổi toàn cầu cấu trúc căn bản xã hội theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực. Tuy nhiên tam vô lậu học mà Đức Phật dạy lại không hề hàm chứa bất kỳ mặt tiêu cực nào, mà tuyệt nhiên chỉ đem lại niềm an vui và hỷ lạc bất tận nếu được thực hành thường xuyên và đúng cách. Trong giai đoạn xã hội hiện tại, khoa học công nghệ phát triển nhanh như vũ bão, đời sống vạn vật được nâng tầm mức độ cao, con người khó tránh khỏi những cám dỗ dẫn đến suy đồi đạo đức. Quả thật các thành tựu công nghệ hiện đại đưa con người thăng hoa trong đời sống so với thời đại cũ, song cũng mang đến rất nhiều tai họa khôn lường do sự mất kiểm soát buông lung của con người. Cụ thể nhất chính là mạng internet hay các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, vân vân, để cộng đồng mạng giao tiếp với nhau. Ngoài việc trao đổi cập nhật thông tin đời sống cá nhân, đây cũng là nơi lý tưởng cho các hình thức kinh doanh quảng cáo siêu lợi nhuận nếu được quản lý và tương tác đúng cách. Nhưng cũng chính vì vậy mà sự tha hóa trong nhân cách lối sống trụy lạc của con người được phát sinh vì lợi ích cá nhân. Mạng hệ thống giáo dục Phật giáo nên ăn khớp với đức tính tốt tối thượng này. Đó là với bước căn bản này thì giáo dục đạt được sự hoàn thiện. Trở lại với nền công nghiệp 4.0 với góc nhìn từ tam vô lậu, hoặc có thể thấy được sự bất hoàn hảo của nó. Thay vì ưu tiên mặt lợi và hạn chế tối đa mặt hại, thì nó lại là con dao hai lưỡi. Nếu con người không làm chủ được tham ái chấp thủ, một bác sĩ có tài nhưng không hề có đức thì sẽ chỉ là một kẻ giết người cũng như vậy. Đối với một nhà khoa học thì chỉ là một kẻ điên gieo rắc nỗi sợ hãi. Và đối với một người tu, người mang sứ mạng hoằng truyền chánh pháp phụng đạo giúp đời, nếu không tu tập theo con đường giới định tuệ sẽ dễ dàng bị cuốn theo dòng đời. Như thế thật là uổng phí biết bao. Sự tác động nguy hiểm rõ ràng nhất chính là sự sử dụng phương tiện truyền thông mạng xã hội một cách thiếu khoa học, thể hiện ở chỗ sự tương tác về mục đích hoằng pháp hay các hoạt động thật sự rất ít so với việc cập nhật cuộc sống đời thường và tương tác qua lại nhiều lần trong ngày như một đam mê khó bỏ. Hiện tượng này xuất hiện rất nhiều trong giới tu sĩ trẻ ngày nay. Đó là chưa kể đến việc đăng tải những hình ảnh và video gây phản cảm và mất oai nghi của một người tu sĩ với các hình thức tài khoản nick ảo hay thậm chí là tài khoản chính, dẫn đến sự thoái chấp niềm tin nơi người Phật tử và là nguyên nhân chính để các tổ chức giáo phái ngoại đạo phỉ báng công kích Phật giáo. Đối với các vị tu sĩ trẻ những năm đầu bước vào con đường tu tập, cần phải dành nhiều thời gian, năng lượng, sự chú tâm thường xuyên cho việc hoặc giới lực quay nghi kinh điển và hành trì cũng như các hoạt động hữu ích khác của người xuất gia để dành thuần thục mình trong nếp sống của đạo, và điều vô cùng cần thiết. Một khi xuất gia nguyện sống đời phạm hạnh, mỗi một tăng ni đều hiểu rằng càng bớt đi duyên trần thì càng dễ chuyên tâm vào học Phật Pháp và tu tập. Nếu không làm như vậy mà lại liên hệ quá nhiều đến đời sống xã hội thế tục sẽ là một chướng ngại lớn cho chính bản thân mình cũng như sự tồn vong thịnh vượng của Phật Pháp. Vừa có cả nội dung lẫn hình thức mới là sự hoàn hảo. Ở đây nói đến sự thiện dương chánh pháp ở bên ngoài luôn phải song hành với chất liệu tu tập và phẩm chất bên trong của người tu sĩ. Đừng quá phụ thuộc về mặt hình thức và trách nhiệm hoằng pháp lợi sinh mà bỏ quên việc hoàn thiện chính mình. Tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, trước hết chúng ta phải hạnh phúc an lạc mới có thể lan tỏa điều đó đến với mọi người, giống như một bông hoa không thể đủ sức lan tỏa hương thơm cho một vùng rộng lớn bằng một vườn hoa thơm ngát. Đức Phật cũng đã dạy sư tử trùng hoàng phệ sư tử nhục, không một ai có thể phá hoại được đạo pháp nếu tăng đoàn hòa hợp thanh tịnh. Các đệ tử của Ngài chuyên tâm nỗ lực tinh cần tu học, xưa cũng vậy và nay cũng vậy.
dù cho khoa học công nghệ phát triển, đời sống tu sĩ không còn được viễn ly và kín đáo như xưa, dễ bị đả phá công kích. Nhưng nếu các đệ tử Phật luôn hành trì giới luật nghiêm túc, trưởng dưỡng giới thân tuệ mạng bằng tam vô lậu học, thì đứng trước sự bảo hộ tuyệt đối của giới định tuệ, không có bất cứ một ngoại tác nào có thể xâm nhập và phá hoại được Phật giáo. Qua đó có thể kết luận rằng nền công nghiệp 4.0 chỉ là một trong những phương tiện đưa tam vô lậu học của người tu sĩ lan tỏa khắp nơi đến với mọi người. Số 4, định hướng tâm tác hoằng pháp trong thời đại mới. Qua lăng kính của giới định tuệ sử dụng các mặt tích cực của cách mạng công nghiệp. Xin thượng tọa kết và cho thượng tọa 12 phút rồi. Kết luận tăng ni với trọng trách cầm ngọn đuốc chánh pháp với sứ mệnh của người con Phật, nêu cao tinh thần trí tuệ, vượt thoát khổ đau và giúp xã hội duy trì đạo đức. Với sự nhu nhuyễn tùy duyên trong thời đại 4.0, 5.0 hoặc nhiều hơn nữa, sự phát triển của khoa học công nghệ trong tương lai, nhưng chúng ta cần thấy được sự bất biến với diệu lý mà Đức Phật đã dạy, khéo vận dụng những thành tựu khoa học công nghệ vào công tác Phật sự, nhưng không bỏ quên giá trị nhân văn cốt lõi của Phật Pháp, xây dựng cho mình một hàng rào phòng hộ cho thân và tâm bằng giới định tuệ, thực hiện chí nguyện xuất gia, đó là thẳng kia tiến trên lộ trình tu học, giác ngộ giải thoát, sau đó là sùng hướng chánh pháp, phụng sự giáo hội, cuối đời độ sanh. Trân trọng cảm ơn chư Tôn Đức cùng toàn thể với họ chúng A Di Đà Phật.